Hello mọi người. Narip nhá, Narip nhá. Nhảy đâu cũng được bạn ạ. Ok. Đang mải ăn quá. Bốt cam nhá. Bóp luôn, bóp cam luôn. Thôi. Bóp cam. Thôi. Sao cậu máu thế? Cái gì thế? Đâu người ấy? Đấy, trước mặt đấy, trong bức tường ấy. Bình lắc, bình lắc, bình lắc. Người Bị bắn, kẹt, bị người kẹt bắn, dưới người bắn, người tường. bắn. Đó. Ồn nhỉ. Xe là đạn gì? Đạn xanh, đạn xanh. Cho tôi bạn ơi. Cứu tôi. Nổi con kinh công thì nó ném đá kinh thật. Tuyệt chiêu ném đá dấu tay đấy. Này thì chắc ỉm với chúng tôi. Ba thằng. Watch out. Công chỗ đá này. Mark the location. Chỗ tảng đá. Nó ở chỗ tảng đá. Tôi bắn nốc rồi đó. Ở tảng đá không, nó cứu rồi, nó cứu rồi. Xem vào Chưa đây nó cứu. cứu rồi. Chưa cứu, chưa cứu, chưa cứu. Chưa Chưa cứu. cứu. Cứu được. Cứu. Thế cứu mày. Cứu làm sao được. Cứu anh thật. AK-X6 sấy từ xa ạ. Hóa mắt. Vãi nồi số 2 bật hack à. Số 2 chạy nhanh dã man luôn ấy. Bật hack rồi, nhảy cao nữa kìa. Sao nhỉ, tôi không hack. Em hack đấy. Hack mà điên nữa. Hack nó ban ạc chết. Có người, có người, có người, có người. Người đâu rồi? Hack rồi. Số 2 chạy nhanh dã man luôn. Ui chạy kìa. Vãi nồi. Chạy kìa. Chạy. Làm sao đâu, này chạy bình thường mà. Tôi thấy tốc độ tôi rất là bình thường ấy. Ui vãi nồi, bình thường ấy. Bên này có người này không? Đằng sau có người nữa kìa. Đằng sau bot à? Người, 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 người. Người á? Vãi nồi số 2 chạy kinh vậy. Xong rồi. Bó thôi. Ông người tên đây số 2. Hai hai người chạy số cùng 2. Nhau mà sao chạy 200 mét bây giờ. Số 2 chạy xa dã man luôn ấy. Thôi, bên bên đấy không có người đâu. Lấy xe đi đi. Ui đùa đùa đùa, ông bật hack à? Đâu có hack đâu. Ui chạy cách 2. Cách 200 mét rồi. Này, này cao đấy kìa. Phiên bản này nó lag à? Ừ, nó lag ấy, ông bị lag rồi. Ông mấy tôi, ông còn chạy sau tôi mà ông còn chạy trước cơ. Nói chung là bản này ông kiểu ông bị lag ấy nên ông nhìn thấy tôi chạy nhanh. Nó sao giọng giống ấn ST với trường. Phải nồi này ấn ST. Đi chăng giống 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 ấn lắm. Chạy cách 500 mét rồi chả quẩn. Ở đây cũng đặt nên chứ. Đâu này có người này mọi người.
anh em. Bắn ở đâu đấy bạn ơi? Đây. Ở đâu đấy? Đấy chỗ tôi này. Đi rồi bạn ơi. Alo. Hello. Sao đây? Đi thôi mọi người, đi vào bo này. Đi rồi. Ông này hack rồi. Sao nhở? Tôi bắn bằng thực lực của mình mà. Không. Có cái gì không? Cáo vừa lạc chạy kìa. À đi ra đây cho khẩu M4. Alo. Số 2, số 1 đâu rồi? Ôi dồi. Số 1 mất mic à? Ông bị làm sao ấy nhở? Tôi chơi bình thường mà. Ông thấy tôi chạy nhanh lắm à? Thấy nhảy cao dã man luôn ấy. Chạy nhanh nhảy cao với trưởng. Nhưng mà tôi đang chơi rất là bình thường ấy, tôi đi bình thường mà. Đây, góc nhìn. Rồi đây, khẩu M4 ở đây. Xuống, xuống, quan sát xuống, ông xuống. Xuống 1 rồi. Khẩu M4 ở xác này. Speed 200 luôn đi. Speed 200 cơ. Đây, đằng sau, alo. Đây. Dạ man này. Khẩu M4 đấy. Thấy ui, chưa? Ôi. Sao? Đẩy mắc tường. No. Ui, bò bên này cam cầu thì đẹp luôn. Làm gì còn ai đâu, bên này đâu mà cam cầu. Ừ, ông này ông chạy, ông quét hết này. ui không bị làm sao ấy nhở, tôi chơi game bình thường mà. Một chạy nhanh cực kỳ luôn, không điêu. Ronaldo bật 2m phải gọi ông này phù. Ui dồi ôi, cái dưa, nhảy cáo cả cái dưa đó mà. Sợ thật. Tôi chơi game bình thường mà các ông bị lỗi rồi. Thầy... Quay lại cho xem ông ạ. Ông phải quay lại cho xem. Thôi, tôi xem gì. Rồi, chính người. Hai bên bắn nhau chết hết rồi này. Quay. Thấy rồi này. Ông này ta ở tận đâu ấy. Mình còn biết nó biết ông này di chuyển tới mà. Ui dồi ôi. Chán thế, nó ăn hết rồi. Này nó cứu cho nó ăn rồi này. Nó ở đâu vậy? Bọn này nha. Ui dồi ôi. Ui coi mà chóng cả mặt luôn. Nổ đâu đây không có thể. Nổ đâu đây. Ui dồi ôi, sao xe chóng. Rồi thằng đó sẽ tôi đứng trên núi, tôi đứng trên núi tôi chưa thấy người luôn. Hết rồi, khỏi. Quay xe đi, quay xe vào bo đi. Thế thì chịu rồi. Mà... Sao thế? Đang quay đông nhảy cao speed phát nữa bay vô nhà đứng luôn. Mấy ông này kiểu chưa nhìn thấy hack bao giờ ấy nhở? Không, tôi căn bản không kiểu chơi gặp hack ít đi. Nên đơn giản nó hơi bị lạ lẫm tí. Thế à? Nhưng mà tôi không có hack. Lúc nãy tôi cũng bị một người như ông ấy. Mẹ, thế à? Rõ ràng nó đang ở dưới tự nhiên nhoàng phát đến tận chỗ tôi luôn.
Ông bị lag rồi. Nếu mà Không, không bị lag. nếu mà bị hai lần Nó chạy là nhanh như ông luôn mà. thế á. Điều nhỉ. Chạy nhanh như tôi nhá. Ờ chạy nhanh mà lúc nãy hỏi cả ấy này biết này. Thế là nó xài bản cả giống tôi em Hiền này rồi. biết này. Không, em gặp như vậy mấy lần rồi. À, đi vào bo thôi mọi người. Mà thì đang chạy đấy. Mọi người đâu rồi nhỉ? Ủa, rõ ràng là đi sau mình mà chạy nhanh đấy. Có cần đi không? Tôi cộng ông đi. Chạy lại đi. Đấy. Qua chạy lại đi. Đấy. Ấy, nhanh vãi. Hack rồi. Nhanh vãi chữ. Mọi người làm sao ấy nhở? Tôi không hack. Tôi chơi bình thường mà. Thì có, thì không bảo hack nhưng mà bảo ông chạy nhanh ấy, chạy nhanh cực kỳ luôn. Không hack leo lên núi nhanh vãi đi ngửa. Cái kiểu thế leo núi đấy nhá, bằng phải gấp gọi là 5 lần mình chạy bình thường. Tôi đi còn vệ nhảy phát lên bay lên nóc nhà đứng người thường nhảy sao đến đó. Người thường nhảy lên bình thường thôi. Ui giời ơi nhảy kìa. Ui giời ơi. Quả nhảy kìa. Ui giời ơi. Không ách tôi cùi 10 ngón đéo chơi game nữa. Bỏ điện thoại luôn đây. Thật không? Nếu hack hack là ông bỏ điện thoại chơi game luôn nhá. Ok. Hack nào ông bỏ điện thoại chơi game luôn nhớ. Không nghe rõ hả? nhầm. Nếu mà tôi không hack thì ông bỏ điện thoại chơi game nhá. Ừ. Ok chưa? Má nhảy vậy em kêu ông hack rồi. hình như mấy ông khoái tôi nhảy thì phải. Rồi nhảy thêm cho các ông xem. Rồi. Nhảy xa dã man ra. Nhảy sang đây, nhảy sang cho em rồi. Đâu, em đâu? Cờ em ông này nhảy cao với chạy phát là vô một phát một. Đi. Mọi người đi không phải sợ. Đi không phải sợ. Là bắn ta chết luôn. Chạy nhanh vòng ra sông cây xong nhảy vòng lên núi luôn, nhảy vắt lên núi luôn. Đấy, y kịch bản mà. Đấy, nhảy vắt lên núi luôn này. Y kịch bản. Nhưng mà tôi không hết, còn một thằng cuối này. Ê, mọi người ra đây tôi xe bản hết cho. Lại đây, đây. Mọi người tập trung ra đây. Mọi người tập trung ra đây. Đây, 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 ra đây, ra đây, ra đây, đây. Nhìn thôi. Ở đây có được bay đây mọi người mỗi người nuốt đây mọi người nuốt một viên này đấy mỗi người lấy một cái thôi mọi người lấy một cái này không có không lấy được sử dụng đấy đi đi di chuyển nhảy đi ôi trời ơi phê chưa ôi ở đâu ra đây phê chưa phê chưa đâu vậy này tôi nạp 150 triệu để mua đấy. Có ông phải xài tiết kiệm giết, tí. Đây là giết con boss nào được này. À giết tôi boss biết được. Rồi. Tôi biết rồi, biết rồi. Đây biết là rồi, giết boss rồi, được. Lấy đâu rồi. Lúc lấy dưới chân con công á. Đúng rồi, đúng rồi. Đúng rồi. Đây là giết boss được. Tại không chế móc này, toàn chế móc một. Anh em tới bay đập chảo không? Bay đập chảo không? Ôi, bay đập chảo nào. Mình đang sở hữu thằng kia nó bắn tôi chạy tít mù. Nó không làm sao bắn được. Ui AK3 tôi vỡ mặt. Thằng này kiểu bất lực. Kiểu nhìn mọi người đều bay nhảy. Hết bay được rồi. Sao trận sau đây. Ui. Được vậy. Quên sâu cho anh em. Biết rồi, nghe giọng này khác đâu được. Thôi bye mọi người nhá. Để đi hướng dẫn những người khác chơi đây. Hóa ra là NFT à? Bảo rồi, khác đâu được, tôi ngày nào chả xem. Mấy ông này diễn này. Không chơi. Thôi, đi đi chỉ với team khác đây. Em chỉ được bay mà. Vào bay đi, thì vào bay tiếp đi.
Không, không được. Vào bay tiếp đi. Rồi vào bay tiếp đi. Thôi. Đi hướng dẫn. Thôi đi hướng dẫn team khác bay đây. Bay bay Tí nhá. Không vào dối vai trưởng. Tí 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 báo hủy đăng ký nhá. Thua. Đùa như thế cả. Thôi bye bye nhá. Tí bay với. Ok.